Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 7 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên không ngừng thực hiện y đức, nêu cao phẩm chất tốt đẹp trong phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giải chạy Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 14 tháng 4. Thời điểm này, cùng với công tác chuẩn bị của ban tổ chức, các vận động viên đang tích cực luyện tập, sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước đang hướng về Điện Biên chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 4, tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ báo công tri ân các anh hùng liệt sĩ. Báo cáo kính dâng lên Bác và anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ, những kết quả thành tích chiến công mà lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đạt được. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn những công lao to lớn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm mang hết tinh thần sáng tạo, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên của Thủ tướng Chính phủ, ngay tại lễ báo công, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam đã dành tặng 50 suất quà gửi đến các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 50 suất quà tặng cán bộ chiến sĩ công an xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 5 bộ máy tính cho Công an huyện Điện Biên, tặng 5 bộ thiết bị cấp định danh điện tử cho công an các xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam đã đến dâng hương đặt vòng hoa tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Thời gian mở cửa buổi tối từ 19:30 đến 21:00. Hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan bảo tàng muốn chiêm ngưỡng bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh lớn nhất Đông Nam Á và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới. Riêng trong tháng 3 năm 2024, bảo tàng đã đón hơn 50.400 lượt khách tham quan. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, đã có 11 chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên phải hủy do hạn chế tầm nhìn. Máy bay không thể cất hạ cánh vì tầm nhìn dưới mức tiêu chuẩn. Cụ thể, trong ngày mùng 6 tháng 4, đã có 5 chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên phải hủy do điều kiện thời tiết xấu. Chỉ có một chuyến bay duy nhất hạ cánh thành công, nhưng sau đó do điều kiện thời tiết xấu không thể cất cánh để quay trở về sân bay Nội Bài. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Điện Biên chỉ sau đó hơn 10 phút nhưng không thể hạ cánh nên phải bay về sân bay Nội Bài. Ngày 7 tháng 4, bầu trời tại thành phố Điện Biên Phủ vẫn trong tình trạng mù, tầm nhìn xa hạn chế nên 6 chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên đều không thể thực hiện cất hạ cánh. Đến 17 giờ chiều nay, chuyến bay đã hạ cánh thành công, ngày 6 tháng 4 vẫn chưa thể cất cánh quay về Nội Bài, Hà Nội. Lý do mà các hãng hàng không đưa ra về việc hủy chuyến và tạm dừng bay liên quan đến các chuyến bay đi đến sân bay Điện Biên là do ảnh hưởng của hiện tượng mù khô và khói khiến tầm nhìn thấp hơn mức tiêu chuẩn. Theo các chuyên gia, độ ẩm cao, gió yếu, hơi nước bám vào những hạt nhân ngưng kết ở tầng thấp là các yếu tố tạo ra lớp mù khô. Nếu gió mạnh, các hạt sương sẽ bị xới tung, phát tán lên tầng cao, cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong vấn đề di chuyển của máy bay. Vừa qua, Điện lực Điện Biên Đông tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2024 cấp công ty. Cuộc diễn tập diễn ra với các tình huống giả định, xử lý các sự cố kỹ thuật do mưa bão sét đánh vào trạm biến áp Bá Chuông, xã Na Son thuộc đường dây 35 kV, làm hỏng hai quả chống sét van, đứt chỉ FOC cả 3 pha, máy biến áp trả dầu mặt máy, cháy máy biến áp.
Theo đánh giá, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các đơn vị điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Quá trình thực hành xử lý các tình huống linh hoạt, nhanh gọn, đúng kỹ thuật, quy trình. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai như lũ lụt, bão, lốc xoáy xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, rút ngắn thời gian mất điện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên không ngừng thực hiện y đức, luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp trong việc hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hôm nay, nhân ngày Sức khỏe Thế giới, mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Đã từ nhiều năm nay, chị Lò Thị Lan, đội 2 xã Sa Mướn, huyện Điện Biên, mắc bệnh u cường giáp. Những ngày qua, thấy bệnh có dấu hiệu tăng nặng trở lại và kèm theo biểu hiện đau, mỏi lưng, vì vậy chị đã đến Trung tâm Y tế huyện Điện Biên để được các bác sĩ khám, tư vấn và cấp thuốc uống. Tôi đi khám xong bác sĩ tư vấn cho, xong này bảo cắt thuốc đi uống hàng tháng. Thế là tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, bệnh của tôi nó cũng đỡ hẳn. Còn tại các trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, bên cạnh việc khám, tư vấn, cấp phát thuốc tại trạm y tế, thì đội ngũ y bác sĩ còn tích cực xuống cơ sở, tăng cường công tác truyền thông giáo dục kiến thức dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chúng tôi đã tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, về tuyên truyền về ăn chín uống sôi này, nhất là mùa ho này hoặc là thay đổi thời tiết này, thì chúng tôi cũng sẽ đi tuyên truyền trong bản để cho người dân hiểu, và khi đã có bệnh thì sẽ đến trạm y tế xã để khám kịp thời. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh. Mỗi bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm đều được đội ngũ y bác sĩ tận tình chỉ dẫn điều trị bệnh được hiệu quả nhất. Bây giờ tiếp tục phải theo cái thông tư 07 hay quyết định 2151 để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong thời gian tới thì có lẽ đơn vị sẽ phải phát triển thêm nhiều cái dịch vụ kỹ thuật và là tiếp tục đón được nhiều bệnh nhân đến với đơn vị hơn nữa. Đến tới là sẽ khám thứ bảy chủ nhật, khám ngoài giờ để phục vụ người bệnh, không mất thời gian, không mất phải chờ đợi nhiều. Khi vào những ngày thường số lượng bệnh nhân nó đông, là chật chội, thì đơn vị cũng đã là thực hiện bố trí con người, cơ sở vật chất và các trang thiết bị kèm theo để thực hiện cái nội dung này. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, trách nhiệm, nhiệt huyết và tình yêu nghề, các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên sẽ tiếp tục trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, cống hiến tâm sức và trí tuệ để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình công diễn dân vũ điệu nhảy đường phố cho học sinh sinh viên tỉnh Điện Biên năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời là tiền đề để ngành giáo dục tỉnh phát triển phong trào dân vũ tại trường học. Chương trình công diễn dân vũ điệu nhảy đường phố cho học sinh sinh viên tỉnh Điện Biên năm 2024 được diễn ra tại đồng thời trên 4 địa điểm: Quảng trường mùng 7 tháng 5, sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, sân tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đỉnh đồi D1, quảng trường thành phố Điện Biên Phủ. Chương trình công diễn thu hút sự tham gia của trên 2.200 học sinh sinh viên thuộc 11 đơn vị, trong đó có 2 phòng giáo dục và đào tạo, 9 trường trung học phổ thông và trường cao đẳng sư phạm Điện Biên. Các tiết mục biểu diễn được thực hiện theo hình thức trực tiếp luân phiên. Nhằm thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Hội thi nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai đề án bảo tồn, phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc, các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2030. Hội thi đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, ngành giáo dục và đào tạo tham gia và đã trở thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.
qua đó nhằm quảng bá hình ảnh của Điện Biên, hình ảnh về các di sản văn hóa địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên tham gia với hơn 200 em học sinh với 3 phần nội dung thi. Thứ nhất đó là phần thi điệu xòe bắt buộc, thứ hai là điệu xòe sáng tạo và phần thứ ba ở đây là dân vũ. Các em đã được trải nghiệm một sân chơi rất là thú vị và bổ ích, đã góp phần lan tỏa những cái giá trị văn hóa hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần lan tỏa những cái màu sắc của địa phương, của các dân tộc. Trên 30 bài dân vũ điệu nhảy đường phố được công diễn tại chương trình là những bài dự thi đạt giải trong hội thi dân vũ điệu nhảy đường phố dành cho học sinh sinh viên tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2024. Trong những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các em học sinh sinh viên tự tin sải bước theo điệu nhạc. Trên nền nhạc mang đậm bản sắc dân tộc, những điệu múa xòe Thái, những điệu múa dân vũ được các em biểu diễn uyển chuyển, nhịp nhàng và đồng đều. Bản thân em nói riêng và cả tập thể trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ nói chung, để đứng tại đây hôm nay công diễn mà dân vũ tập thể hơn 190 người của trường học sinh trường thành phố thì bọn em đều rất là vui và rất tự hào, tại vì được truyền bá những cái giá trị văn hóa này, trang phục dân tộc rồi các nét đẹp của Điện Biên mình đến đến du khách. Đến cái buổi công diễn hội dân vũ ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui và vinh dự ạ, khi được quảng bá những nét đặc sắc của dân tộc của mình đến với mọi người trên thế đất nước của mình ạ. Đặc biệt là có những điệu múa xòe Thái rất là đặc sắc ạ, mang bản sắc dân tộc ạ. Chương trình tổ chức công diễn dân vũ điệu nhảy đường phố của học sinh sinh viên tỉnh Điện Biên năm 2024 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đây cũng sẽ là tiền đề để ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển phong trào dân vũ tại trường học, đồng thời thực hiện kế hoạch bảo tồn văn hóa của tỉnh và tạo đà cho việc phát triển du lịch và giáo dục văn hóa tại địa phương. Giải chạy Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 14 tháng 4. Đến thời điểm này, cùng với công tác chuẩn bị của ban tổ chức, các vận động viên đang tích cực luyện tập, sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm cao. Vào các buổi sáng sớm những ngày cuối tuần, tại khu vực gần quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, một nhóm vận động viên Điện Biên đã chuẩn bị tham gia giải Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024 đang tích cực luyện tập để có được kỹ thuật, sức bền và thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn được tổ chức ngay tại địa phương mình. Trong cái giải Thaco 14 tháng 4 này thì Quyền đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ hoàn thành cái cự ly 42 km. Và cái điều quan trọng nhất là mình phải vượt qua cái khả năng của bản thân mình. Mặc dù đã chưa bao giờ chạy 42 nhưng mà trong quá trình tập luyện thì cũng tích lũy để cho mình có khả năng là mình có thể hoàn thành cái cự ly mục tiêu 42 km một cách sinh tươi nhất. Giải Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024 là giải chạy thứ hai diễn ra tại Điện Biên trong năm 2024. Giải dự kiến thu hút khoảng gần 2.000 vận động viên tham dự ở 5 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km, 42 km và 70 km. Trong đó, Điện Biên có khoảng 1.000 vận động viên tham dự ở cả 5 cự ly của giải. Điểm đặc biệt của giải marathon lần này là nội dung chạy tiếp sức hành trình tiến về Điện Biên với sự tham gia của các vận động viên nam nữ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Tổng quãng đường chạy dự kiến 859 km, được xuất phát từ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Điểm đích tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ có trải nghiệm thú vị qua các điểm di tích lịch sử, cũng như khám phá nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ của Điện Biên, hứa hẹn sẽ có nhiều màn rượt đuổi gay cấn và hấp dẫn. Hướng tới cái kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, và cũng là các anh chị em trong đây là cũng vì để muốn phát triển cái phong trào chạy lan tỏa đến tất cả mọi người, cũng mong muốn là cho các phong trào chạy marathon để phát triển hơn, và cũng đã để là giới thiệu quảng bá du lịch Điện Biên đến tất cả các bạn bè khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng những quyết tâm của các vận động viên Điện Biên, tin tưởng rằng giải chạy Thaco Marathon vì an toàn giao thông Điện Biên Phủ 2024 sẽ diễn ra thành công với những kỷ lục được xác lập.
qua đó tiếp tục khẳng định Điện Biên là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước thông qua các hoạt động thể dục thể thao. Sáng nay, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động cuộc vận động công chức, người lao động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Ngày chạy thu hút sự tham gia của 150 vận động viên là cán bộ, công chức ngành thuế và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên. Sau lễ phát động, các vận động viên đã tham gia chạy 4 vòng quanh công viên nước Hòa Ban với quãng đường 3,2 km. Kết thúc sự kiện, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba nội dung nam nữ cho các vận động viên. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức nhằm lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.